Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 10 nước hoa thơm lâu giá rẻ tốt nhất hiện nay 2022. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là nước hoa nữ Parisian Chic For Her. Đây là sản phẩm luôn nằm trong top những mùi nước hoa nữ quyến rũ nhất. Parisian Chic For Her là sản phẩm dành cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng thanh khiết. Với hương hoa nhảy đậm chất thì đây chính là mẫu nước hoa mùi thanh mát có thể chinh phục mọi trái tim phái đẹp. Sản phẩm là sự kết hợp khá đồng điệu cho nét tính cách nhẹ nhàng, tinh tế của các nàng. Bên cạnh hương nhài là chủ đạo, dòng nước hoa mùi mát cho nữ, Parisian Chic còn nhấn nhá thêm chút hương hoa violet, hài hòa với hương mận đỏ sảng khoái. Cuối bản nhạc sẽ để lại mùi của xạ hương, hoắc hương và gỗ tuyết tùng như ẩn như hiện. Với công thức chế tạo nước hoa nhẹ nhàng thơm lâu cho nữ này đã khiến nó có thể khắc sâu trong tâm hồn. Mùi hương này sẽ khiến các nàng thêm thoải mái khi tận hưởng. Mùi hương của Parisian Chic được ví như một cô gái trưởng thành với nét lịch sự, tinh tế và tao nhã. Cô ấy luôn chọn chỉnh chu và dễ dàng trong mỗi lần xuất hiện. Tất nhiên, hương nước hoa cũng không ngoại lệ, đứng ở vị trí số 2 đó chính là nước hoa Daisy Dream Marc Jacobs. Khác với hương nước hoa mùi thanh mát cho nữ của Parisian Chic For Her, mẫu nước hoa Daisy Dream Marc Jacobs mang trên mình mùi hương ngọt ngào và tươi mát. Đây là kết quả được chiết xuất từ hoa cỏ và trái cây. Dòng nước hoa quyến rũ cho nữ này đem tới cho người xịt cảm xúc sang trọng như được đắm mình giữa bạt ngàn rừng hoa cỏ thanh mát. Daisy Dream Marc Jacobs xứng với cái tên gọi hương nước hoa nhẹ nhàng thơm lâu mà mọi cô gái khi đã dùng qua đều không phủ nhận việc này. Nó cũng thường xuất hiện trong top nước hoa nữ được yêu thích nhất. Một điều thú vị khi nói đến nước hoa lưu hương lâu này chính là dù hương thơm nhẹ nhàng nhưng độ lưu hương lại khiến cho bạn phải ngạc nhiên. Sản phẩm phù hợp dùng cho cả ban ngày và ban đêm đều tuyệt vời. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là nước hoa AC Quasi Roser. Nhiều bài review nước hoa nữ dành không ít lời khen cho dòng sản phẩm này. Hương thơm tươi mát của AC Quasi Roser có nghĩa là dòng nước của niềm vui. Trong các loại nước hoa nữ nhẹ nhàng thì đây luôn là cái tên không thể bỏ lỡ. Trong nước hoa AC Quasi Roser có sự hòa trộn của lá bạc hà nghiền nát và hương chanh trong trẻo. Đến tầng hương giữa lại được biến đổi bởi hỗn hợp mùi hương cam quýt tươi mát đến hương hoa cỏ. Trong đó, nổi bật lên chính là hương hoa nhài ướp nước và hoa mẫu đơn đẫm xương, thêm chút vị của hồng tiêu nữa. Tầng hương cuối là gỗ tuyết tùng, đường vàng và gỗ hồng. AC Quasi Roser được xem là một trong các loại nước hoa nữ thơm nhất. Sản phẩm sở hữu hương thơm rất gợi cảm, sang trọng, nịnh mũi, dễ gửi nhưng lại không hề nồng một chút nào. Đặc biệt, ưu điểm của dòng nước hoa giá bình dân này chính là có độ lưu hương cũng được nhận định rất cao. Bạn có thể dùng nó trong bất cứ hoàn cảnh nào, đi học, đi chơi hoặc là đi hẹn hò đều rất thích hợp. Đứng ở vị trí số 4 đó chính là nước hoa Coco. Bạn đang thắc mắc nước hoa lưu hương lâu nhất cho nữ. Bạn cần tìm dòng nước hoa hot nhất hiện nay để tự tin hơn khi sử dụng. Nước hoa Coco chính là sự lựa chọn hoàn hảo mà bạn không nên chối từ. Đây là dòng nước hoa giá rẻ, thơm lâu mang phong cách bí ẩn, quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng. Loại nước hoa này đã nằm trong top nước hoa nữ 2022 được ưa chuộng nhất khi có độ lưu hương đáng kinh ngạc thời gian lưu hương trên 8 giờ. Khác với các loại nước hoa thơm lâu cho nữ trên thị trường, nước hoa Coco được sản xuất với 3 tầng hương gồm hương đầu, bưởi, cam, camber gamote, hương giữa, hoa nhài, hoa thủy tiên, hoa hồng, đào, hoa phong lữ, hương cuối, đậu tăng cơ, gỗ đàn hương, cây hoắc hương, hương vani, xạ hương trắng, đinh hương, trầm hương. Đây chính là chân ái cho phái đẹp khi cần tìm nước hoa nữ mùi nhẹ nhàng thơm lâu mà chưa biết phải đặt niềm tin vào dòng sản phẩm nào là tốt nhất. Đứng ở vị trí số 5 đó chính là nước hoa Calvin Klein One. Trong top nước hoa nữ thơm lâu giá rẻ, Calvin Klein One luôn là ứng viên được nhiều người nhắc đến. Sản phẩm có hương thơm ban đầu mang tới nhiều phát minh và cảm hứng cho người dùng. Sau đấy hương thơm nở rộ với hương hoa nhài tươi, đem đến cảm giác tươi mát. Hương trà xanh và hổ phách trong dòng nước hoa thơm lâu giá rẻ này mang tới một chút ấm áp đầy tinh tế cho hỗn hợp nước hoa. Hương đu đủ và giữa hòa huyện cùng với một ít hoa oải hương tạo nên một lớp hương nền đầy sảng khoái và tràn ngập năng lượng. Chính bản thân của chai nước hoa thơm lâu giá bình dân này cũng đã mang tới yếu tố tươi mát khi kết hợp thủy tinh mờ như băng với nắp chai bằng kim loại bạc sáng bóng. Nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì mùi hương của nước hoa Calvin Klein One không hề kém cạnh so với các dòng nước hoa cao cấp cho nữ khác trên thị trường. Lựa chọn chai dầu thơm giá rẻ này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Đứng ở vị trí số 6 đó chính là nước hoa Suddenly cho nữ. Nếu bạn đang lãng phí tiền mua các dòng nước hoa đắt tiền cho nữ thì hãy một lần cân nhắc đến mẫu nước hoa Suddenly. Không chỉ có mùi hương quyến rũ và sang trọng mà đây còn là dòng nước hoa giữ mùi lâu khiến bạn phải ngạc nhiên khi sử dụng. Nhiều review nước hoa nữ giá bình dân hiện nay cho rằng mùi hương của Suddenly có thể sánh ngang với những dòng đắt tiền sang trọng. Suddenly là một trong những loại nước hoa lưu hương lâu nhất. Bên trong sản phẩm có tinh chất dầu thơm kết hợp với hương vị lá quýt tươi cùng với mùi cây cỏ thực vật rất quyến rũ và sang trọng. Đây là nước hoa rẻ thơm đem đến nét nữ tính cho những phụ nữ lịch sự và quý tộc như một cô nàng nữ tính, dịu dàng. Không hổ danh là dòng nước hoa lưu hương lâu giá rẻ. Hương thơm của sản phẩm đầy quyến rũ với mùi hương lưu lại vương vấn không tan trong không khí. Có thể nói, dòng nước hoa nhẹ nhàng cho nữ này rất thích hợp với thời tiết mát mẻ, đang chuyển lạnh. Đây cũng là một món quà tuyệt vời cho những cô gái của mình trong những dịp thiết yếu. Đứng ở vị trí số 7 đó chính là nước hoa Cindy Bloomer, Bần Vice. Bạn muốn biết nước hoa Cindy nào thơm? Bạn muốn chọn nước hoa giá sinh viên để tiết kiệm chi phí? Cindy Bloom, Bần Vice sẽ là cái tên đáng tin để bạn hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn. Được mệnh danh là nước hoa thơm lâu nhất, Cindy Bloomer, Bần Vice đã không làm bạn thất vọng khi sở hữu khả năng lưu hương đến 8 giờ. Điều đáng chú ý hơn nữa là dù sản phẩm nằm trong phân khúc nước hoa nữ giá bình dân nhưng hương liệu được sử dụng đều được nhập khẩu 100%. Quy trình sản xuất cũng được ứng dụng tại nhà máy đạt chuẩn CGMP.
Dòng nước hoa nữ chính hãng Thơm Lâu có mùi hương mang lại phong cách lãng mạn, quyến rũ cho mọi phái đẹp. Nước hoa Cindy Bloom, UPTOVKM Vice là loại nước hoa mùi thơm mát khi có sự kết hợp nhịp nhàng của hương trái cây, hoa hồng và hoắc hương, mang đậm chất thành thị, hiện đại và thân thuộc. Khi sử dụng, nước hoa nữ mùi hương nhẹ nhàng sẽ vương lại da diết. Điều này xuất phát từ hương xạ hương kết hợp sự ngọt ngào của vani. Có thể nói, mẫu nước hoa mùi phấn cho nữ này có khả năng đem lại cảm giác nồng nàn, mạnh mẽ cho những cô gái thành thị với cá tính đầy sôi nổi. Xịt nước hoa nam giá rẻ Thơm Lâu này lên người sẽ giúp các nàng toát lên vẻ đẹp tự tin, quyến rũ, bí ẩn, cuốn hút mọi lúc, mọi nơi. Đứng ở vị trí số 8 đó chính là nước hoa toàn thân cao cấp Enchantier. Nước hoa Enchantier Cha Minh luôn là đáp án cho câu hỏi nước hoa nước nào thơm nhất mà nhiều người thắc mắc. Mặc dù không phải là dòng nước hoa rẻ nhưng độ phủ sóng của nó trên thị trường lại rất lớn. Sử dụng nước hoa nữ mùi ngọt Thơm Lâu này sẽ giúp tôn thêm nét duyên và sự quyến rũ của phái đẹp. Hương thơm gợi cảm của nước hoa nữ Thơm Lâu giá bình dân này xuất phát từ sự hòa quyện tuyệt vời giữa hoa hồng, linh lan, citrus và anjehai. Kết hợp với đó là chút nhẹ nhàng sâu lắng của xạ hương và hương gỗ tuyết tùng. Những hương liệu có trong nước hoa nam Thơm Lâu giá rẻ Enchantier cho phái đẹp nét quyến rũ đầy tinh tế khiến chàng say mê. Đặc điểm nổi bật không thể bỏ qua khi review nước hoa nữ Thơm Lâu Enchantier cho mình. Đó chính là hương thơm ngọt ngào, tươi mát, mùi hương giữ lâu dài, có thể giữ, tạo nét đẹp gợi cảm, ấn tượng cho người phụ nữ. Trên thị trường giá các loại nước hoa hiện nay, Enchantier Charming sở hữu mức giá bình dân. Chính vì thế, đây không chỉ là câu trả lời cho thắc mắc nước hoa nào thơm nhất mà còn là lựa chọn nước hoa giữ mùi lâu nhất. Để các nàng yên tâm sử dụng, đứng ở vị trí số 9 đó chính là nước hoa nữ Beauty Spa Bamira. Bạn sẽ không phải băn khoăn nước hoa hiệu nào thơm lâu nhất khi sử dụng Beauty Spa Bamira. Đây luôn là cái tên nằm trong top những loại nước hoa nữ giữ mùi lâu nhất và được ưa chuộng nhất. Sản phẩm lấy cảm hứng từ những cô gái Á Đông dịu dàng, mong manh nhưng vẫn đầy sự ngọt ngào. Với dòng nước hoa thơm mùi phấn quyết rũ này, thật khó có chàng trai nào có thể cưỡng lại sự vướng vấn nhung nhớ với một cô gái sở hữu mùi hương ngọt lịm đến thế. Khi đó, các chàng chỉ có cách là theo nàng mãi và đừng rời đi. Các thông tin review nước hoa mùi nhẹ nhàng cho biết, cái tên Mira chính là tên riêng của nữ giám đốc thương hiệu hãng Beauty. Đây cũng là tên để đặt cho loại nước hoa mùi nhẹ nhàng cho nữ này. Thực tế mà nói, trong một cô gái luôn mang đa dạng tính cách và phong cách, điều này sẽ được biểu tượng rõ nhất khi các nàng lựa chọn sử dụng dòng nước hoa này. Để biết được vì sao Beauty Spa Bamira luôn nằm trong top nước hoa nào thơm lâu cho nữ, bạn cần phải khám phá được các tầng hương của dòng sản phẩm này. Nước hoa được chế tạo với 3 tầng hương: hương đầu, hạnh nhân; hương giữa, hoa huệ, hoa nhài sam bách; hương cuối, đậu tăng cơ, hạt ca cao; và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là nước hoa nữ Chame Queen. Sản phẩm luôn nằm trong danh sách các mẫu nước hoa dành cho học sinh nữ giá rẻ. Chame Queen Eau de Parfum đại diện cho sự nồng nhiệt với một sự tươi mát đầy phấn khích. Thành phần hoa trong nước hoa nữ giá sinh viên này mang đến sự gợi cảm, tinh tế cho phái nữ khi xịt lên người. Rất nhiều review nước hoa mùi hoa nhài đã nhắc đến cái tên Chame Queen Eau de Parfum. Ngoài ra, đây cũng là một trong các loại nước hoa hương gỗ cho nữ bán chạy nhất trên thị trường Việt. Đặc biệt hơn cả, Chame Queen Eau de Parfum cũng được đánh giá là nước hoa nữ nào thơm nhất khi sản phẩm sở hữu 3 tầng hương độc đáo với các nhóm hương Floral Fruity, cụ thể như hương đầu, quả mâm xôi; hương giữa, hoa hồng, hoa nhài, hạt phỉ; hương cuối, mật ong, gỗ đàn hương, gỗ camia, gỗ tuyết tùng. Hương hoa đỏ thơm nhất và giá thơm mà bạn đang thắc mắc đã tìm được câu trả lời từ dòng nước hoa Chame Queen Eau de Parfum. Sản phẩm sở hữu mùi hương mang phong cách quý tộc, sang trọng, vô cùng gợi cảm nhưng không kém phần quyến rũ. Và vừa rồi là top 10 nước hoa thơm lâu giá rẻ tốt nhất hiện nay 2022 mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một loại nước hoa phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.